Xin chào anh em nha. Hôm nay là ngày 5 tây tháng 3 năm 2022. Hôm nay mình có làm một cái đội nhóm này là gồm là 5 người. Rồi để ngày mai đi chủ nhật đi chơi nè mấy bạn. Nè. Đây hình lên là bên shop mình là sắc nét, quay trực tiếp cho mấy bạn luôn. Năm rồi dịch quá mình không có thời gian mình quay lên. Này. In là dính vô nha mấy bạn. Đó, thiết kế miễn phí theo yêu cầu luôn. Số điện thoại là 0907 332 682. Rồi quay qua mặt trước luôn mấy bạn ơi. Rồi xin chào. Rồi liên hệ số điện thoại là 0907 332 682. Nhằm bạn hỏi là áo là in trong vòng một ngày lấy liền được không anh? Ok, giải quyết em luôn. Một ngày, trong vòng một ngày lấy luôn. Rồi, có cặn gì liên hệ với mình nha. Rồi, thôi chúc cái tay em của bạn đi chơi vui vẻ. Ok.